Đấy là một gợi ý xin được chia sẻ. Một gợi ý khác, khi mà ta nói đến hòm bia Thiên Chúa thì tôi liên tưởng đến kinh cầu Đức Bà. Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Không biết là các bạn trẻ trong lớp này có còn thuộc kinh cầu không? Có thể là người ta đọc thì mình đọc theo được, phải không? Nhưng mà mình đọc một mình thì ở dưới nó lên trên, mà trên nó xuống dưới. Nhưng mà cái câu Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa thì chắc ai cũng biết. Truyền thống Kitô giáo vẫn nhìn Mẹ Maria là hòm bia Thiên Chúa. Sao vậy? Là bởi vì cái hòm bia ngày xưa chỉ là cái hòm mà trong đó có đặt hai bia đá Thiên Chúa viết trên đó. Còn lòng dạ của Mẹ Maria chúng ta đó thì không chỉ là bia đá, mà là Thiên Chúa là người. Cho nên thực sự là Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Đức Mẹ đáng quý trọng là dường nào. Và từ cái chỗ đó đó mà các giáo phụ ngày xưa đã từng đọc cái đoạn sách Xuất Hành mà các anh chị và tôi đang đọc đây này, về hòm bia này, và liên tưởng đến Đức Mẹ. Ví dụ như là các ngài nói cái hòm bia giao ước ngày xưa là cái hòm được làm bằng gỗ keo, một loại gỗ không có mối mọt nào nó đục khoét được. Thì đấy chính là hình ảnh để nói về Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền. Hoặc là khi đọc đến cái đoạn mà vua David đó rước hòm bia về Jerusalem, thì các ngài liên tưởng đến việc Đức Mẹ là hòm bia giao ước được Chúa rước về Jerusalem trên trời. Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tân ước không có nói rõ là Đức Mẹ lên trời cả hồn xác. Tân ước không có nói rõ là Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền. Nhưng mà có những hình ảnh trong Thánh Kinh nói tới, liên tưởng. Thế cho nên nhân nói đến hòm bia giao ước ở đây đó, thì tôi cũng nhắc các anh chị nhớ đến hình ảnh mẹ của chúng ta, Mẹ Maria. Rồi bây giờ thêm một cái chuyện nữa cần phải quan tâm, đó là cái câu chuyện về con bê bằng vàng. Ở đây thì chắc phải đọc thôi, đọc thì mới phân tích được. Chương 32. Nhưng ta sẽ đọc từ câu 1 cho đến hết câu 6 thôi. Con bê bằng vàng. Dân thấy ông Mô-xê lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp bên ông A-ha-rôn và nói với ông: xin ông đứng lên làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-xê này là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai Cập. Ông A-ha-rôn nói với họ: hãy giở các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái anh em đeo ở tai rồi đem đến cho tôi. Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông A-ha-rôn. Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói: hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Thấy vậy, ông A-ha-rôn dựng một bàn thờ trước tượng con bê rồi hô to: mai có lễ kính Đức Chúa. Ngày hôm sau họ dậy sớm dâng tiến những của lễ toàn thiêu và những lễ vật kỳ an. Dân ngồi xuống ăn uống rồi đứng lên bày trò vui chơi. Các anh chị để ý dùm tôi cái câu câu thứ nhất đó: xin ông đứng lên làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi. Làm cho chúng tôi một vị thần. Cái thần này là do con người làm ra, thấy không? Thần là do con người làm ra. Đọc câu này là lập tức tôi nghĩ đến lời phê bình của một triết gia vô thần.
rất nổi tiếng. Ông ấy nói rằng không phải Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, nhưng chính con người đã dựng nên Thiên Chúa theo hình ảnh của mình. Ta suy nghĩ ở chỗ này ta thấy đúng thật. Ông hãy làm cho chúng tôi một vị thần đi trước chúng tôi. Thần do con người làm ra, xong là ở dưới đó. Đến lúc mà làm xong rồi đó thì dân reo lên: hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Rất là bi đát. Cho nên để ý đến cái câu đó. Con người tự làm ra thần thánh theo ý muốn của mình, chứ không có nhìn nhận Đấng Thiên Chúa đã làm nên họ và cứu sống họ. Tội nó nằm ở chỗ đấy. Và về phần ông A-rôn đó, thì ông ấy nhượng bộ theo yêu cầu của người ta một cách nó quá dễ dãi. Bằng chứng đây này, ông ấy nói với dân, ông ấy làm theo ý dân, rồi ông ấy lại còn hô lên là ngày mai có lễ kính Đức Chúa. Và nếu chúng ta chịu khó mà đọc thêm ở sách Dân Số chương 12 thì các anh chị còn thấy thêm chi tiết này nữa này. Đọc Thánh Kinh đôi khi chịu khó làm cái việc gọi là đối chiếu như vậy đó thì nó sẽ soi sáng cho chúng ta nhiều lắm. Ở chương 12 từ câu 1 cho đến câu 8 đó là cái câu chuyện về bà Miriam và ông Aaron phản đối ông Môsê. Bởi vì họ nói thế này này: Đức Chúa chỉ phán với một mình Môsê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? Và Đức Chúa nghe được. Thế là đột nhiên Đức Chúa phán với Môsê, Aaron và bà Miriam: cả ba hãy đi ra lều hội ngộ. Và ba người đã ra. Rồi sau đó Chúa nói làm sao? Hãy nghe ta nói đây, nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Mô-xê tôi tớ ta thì khác, tất cả nhà ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện nhãn tiền, chứ không phải là nói bí ẩn, và hình dáng Đức Chúa nó được ngắm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ mà lại nói động đến Mô-xê tôi tớ của ta? Và nếu mà ta đọc tiếp thì sẽ thấy hình phạt đến ngay lập tức này. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với họ mà bỏ đi. Khi mây bốc lên khỏi lều thì bà Miriam bị cùi, mốc thích như tiết. Ông A-rôn quay mình nhìn bà Miriam thì kìa, bà đã bị cùi. Nếu mà ta đối chiếu với đoạn này thì xem chừng là ông A-rôn ở đây có tội cũng hơi nặng này. Ông ấy không những là ông ấy chiều theo ý dân, mà xem ra còn muốn cùng với dân để chống đối Mô-xê. Giống như dân nói với ông ấy: xin làm cho chúng tôi vị thần để dẫn đầu chúng tôi, bởi vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-xê này muốn ruồng bỏ vị lãnh đạo, mà vị lãnh đạo này do chính Chúa đặt nên, cho nên ruồng bỏ chính Chúa. Như vậy tội có hai khía cạnh nhé. Thứ nhất đó là tự tạc cái tượng thần mà biến thần đó là Chúa của mình. Và thứ hai là ruồng bỏ Mô-xê, cũng có nghĩa là ruồng bỏ chính Thiên Chúa. Thế thì ở đây tôi có hai cái ghi nhận xin các anh chị quan tâm. Khi chúng ta thấy dân Israel đã vướng vào cái tội là họ tự làm ra thần thánh cho mình, thế thì mình phải tự đặt cho mình câu hỏi: vậy làm thế nào để tôi có thể tín kính và tôn thờ Thiên Chúa đích thực, chứ không phải Thiên Chúa mà do con người làm ra? Thì câu trả lời của chúng ta là phải quy về Chúa Giêsu Kitô. Không có ai trong trần gian này có thể nói cái câu là ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Không ai có thể nói như vậy. Một mình Chúa Giêsu có thể nói ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Một mình Chúa Giêsu mới có thể nói thầy là đường,
là sự thật và là sự sống. Thế cho nên đó, chính ở trong Chúa Giêsu mà chúng ta mới nhận biết Thiên Chúa đích thực và mới thờ phượng Thiên Chúa đích thực. Đó là lý do tại sao mà các anh chị và tôi không phải chỉ tin suông mà mình học Thánh Kinh, mình đọc lời Chúa để mình biết Chúa Giêsu mặc khải cho mình Thiên Chúa đích thực là ai, cái đời sống thờ phượng thực sự phải như thế nào, đời sống đức tin thực sự phải như thế nào. Đấy là một ghi nhận. Cái ghi nhận thứ hai nó liên quan đến chuyện mà dân Israel xem ra muốn ruồng bỏ Môsê là vị lãnh đạo mà chính Chúa đặt lên. Thì chúng ta cũng liên tưởng đến đời sống của hội thánh, đặc biệt là vị lãnh đạo tối cao trong hội thánh là Đức Giáo Hoàng, mà khởi đầu từ Thánh Phêrô. Tuần vừa rồi hay là tuần trước, chúng ta đọc cái câu mới chủ nhật vừa rồi thôi, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là ai? Thì sau đó Chúa hỏi bảo còn các con bảo thầy là ai? Thì Thánh Phêrô tuyên xưng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và trong Tin Mừng Matthew thì Chúa trả lời là Phêrô, con có phúc vì không phải bởi xác thịt hay máu huyết mà con biết được điều đó, nhưng là Cha trên trời mặc khải cho con. Rồi Chúa nói tiếp là con là đá và trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Cho nên Phêrô không phải là người về mặt tự nhiên mà chúng ta bầu bán, mà là chính Thiên Chúa đặt. Xét về mặt tự nhiên đó thì chắc không thông minh bằng Thánh Phaolô rồi. Xét về mặt tình cảm yêu Chúa tha thiết thì sợ không bằng Thánh Gioan rồi. Nhưng mà Chúa đặt. Cái nhìn của người Công giáo đối với các vị lãnh đạo trong giáo hội, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng, là nhìn bằng cặp mắt đức tin, chứ không phải chỉ là cặp mắt tự nhiên. Bởi vì Đức Giáo Hoàng này thông thái quá, khôn ngoan quá. Dĩ nhiên là Chúa thường cho những vị Giáo Hoàng của chúng ta rất khôn ngoan, thông thái. Nhưng cái nền tảng sâu xa nhất đó là nền tảng của đức tin. Các ngài là người Chúa chọn và Chúa đặt lên để hướng dẫn chúng ta. Và vì thế mình trân trọng, mình lắng nghe giáo huấn của các ngài. Cái hình ảnh mà Israel muốn ruồng bỏ Môsê khiến cho tôi liên tưởng đến điều này trong đời sống của giáo hội để chia sẻ với các anh chị. Thế tuần tới nha, chúng ta sẽ kết thúc sách Xuất Hành bằng cách là đọc từ chương 35 đến chương 40.